chào tất cả bà con bến Cần Thơ. Bữa nay có Zalo 4 cây mai tàn, mong em đón xem và ủng hộ chương trình ở thành thị thành phố Cần Thơ. Thấy rằng thành phố Cần Thơ. Hôm nay thì anh Chí anh có đem về được 4 gốc mai tàn các bạn ơi. Đế cọp không nha, 4 kg với anh em. Rồi đầu tiên mình quay gốc quả số 1 cho các bạn xem. Rồi 3 m, tán ngang khoảng nhiêu anh? 3 m. Rồi tán ngang 3 m. Chân cành cứng khự luôn anh em ơi. Cái này lùng liền lực nha. Cây có cân đối anh em. Mặt bông nó khoảng nhiều cánh anh Chí? Cây này 8, 12 cánh. Nó dạng là tập lập cho như là viên đó. Dạ. Cái em bứng có xuống lá không anh? Cái này xong video này là xuống lá. Dạ. Rồi xong video này anh Chí xuống lá các bạn ơi. Cái lý do cái tàn cũng lớn nha. Đây vàng xương nè anh em. Đặt kẹo luôn nha. Mặt phía đây cho anh em xem. Đây, cái tàn này anh có co nhẹ nhẹ vô anh em, đó đều nha. Bông là 6 đến 8, 12 cánh. Đây nồi đế đây. Wow. Ra nó quặm nha anh em. Cái này ra nó quặm. Cái này làm nó 2 lớp đế là. Dạ. Còn dữ lắm luôn. Đi vòng cho anh em xem nha. Chơi đủ rồi. Cứng ngắt cho nó sổ xuống dữ lắm luôn ấy. Nhiều quá tài nó bài á, mình thấy nó bự nó không thấy sổ á. Cái này 50 hoành nó đế ngắt này. Bộ nhiêu là đế nhiều hết á anh Chí. Nó ra nó quặm các con, nó cắt đầu đế. Đế là không có lỗ chỗ nào nha anh em, cứng khừ luôn nha. Đây. Cái này đế có chia cạnh thân cốt, bông đẹp nữa. Một cốt giót luôn nha anh em. Cái này chắc còn tơ hả anh Chí? Cái này tơ thôi, nhà nó còn mấy năm à. Dạ. Rồi đâu mình áo thử thông số có khoảng nhiêu anh Chí? Cái này nhỏ nhưng mà đủ yếu tố anh em ơi, hội tụ đủ yếu tố nha. 4 món ăn chơi luôn. Thân tàn đế. Cái này 51 anh em. Bông bao anh em chữ, còn em coi cổ đế, cái cổ đế không? Rồi quanh chữ 51 anh em ơi. 63. Rồi anh đo xích xuống xíu là 63 nha anh em. Cổ đế nợ 60. Dạ. Rồi thoát thân nó thử bao nhiêu anh Chí? 25. Rồi 25 thoát thân. Rồi cốt cành là hơn 20 nha anh em. Số 1 là 23. Rồi số 1 là 23. Đây từ xa cho anh em xem lại một vòng nữa nha. Đây. Cái này chơi xứng đáng đồng tiền anh em. Càng chơi nó vừa đẹp vừa mau lên tiền luôn anh em. Để anh Chí nấu thử nồi đế cho anh em xem nha. Rồi nồi đế là 300 hoành nha anh em, cứng ngắt luôn nha. Đây cây này về anh em lên cái chậu cân xứng, là cái này chơi là nói chung là xứng đáng nha anh em. Tiền nào của đó anh em ơi. Rồi mình chốt giá cây số 1 với anh em là giá nhiêu anh Chí? Cái này anh Zalo với anh em là 75 triệu bao xếp 200 km. Rồi 75 triệu nha anh em, bao xếp 200 km nha. Rồi anh em xem mà nhìn ra tiềm năng cái này đó. Alo trực tiếp anh Chí đi. Bông là bao đẹp nha anh em. 75 triệu. Rồi tiếp theo gốc mã số 2 cũng một cây mai tàn khủng luôn em, tàn thiên nhiên nha. Đây. Bộ tàn cũng ngắt luôn nè, tròn quay luôn. Chiều cao này khoảng nhiêu anh Chí? Cao khoảng 5 m. Rồi 5 m, tán ngang nó khoảng nhiêu anh? 5 m luôn. Rồi tán ngang 5 m nha anh em. Chiều cao 5 m luôn. Mặt bông nó là sao anh Chí? Cái này bông rừng anh em. Cái này bông rừng à? Là tầm khoảng nhiêu cánh anh? 5-7 cánh à. Rồi 5 đến 7 cánh nha anh em, bông chùm. Đây. Cái này thân cốc cũng khá là to nha. Tàn thiên nhiên nguyên bản. Chọn quay hết nha anh em. Rồi vô quay cái cận cảnh cái thân dưới cái nồi đế cho anh em xem. Đây. Cốt cành zin nha, lực rất là to. Đế nè. Kè đế hơi bị đẹp nha anh em. Chảy đều hết. Đây. Đế lực nha anh em, bấu xuống nha. Chọn quay luôn. Rồi đi mặt tàn phía đây cho anh em xem luôn. Đây. Cái này tàn thiên nhiên nhưng mà nó tròn hết nha anh em. Cái này hoành to mà giá nó nhỏ xíu à, cho anh em dễ chơi mùa dịch. Rồi mình đo thông số đi anh Chí ơi. Mình vị trí là 79. Rồi 79 Quỳnh. Thần tài luôn. Này là 73 anh em. Rồi 73. Rồi nồi đế khoảng 3 mét nha anh em. Đây cái tàn nè. Tròn hết nha. Cái bầu này bứng cũng lớn anh em ơi. Rồi mình chốt giá cây số 2 này nhiêu anh Chí? Cái này anh Zalo với anh em là 135 triệu bao ship. Rồi 135 triệu bao ship cho anh em 200 km. Rồi tiếp theo, gốc mã số 3, một cây mai cẩu anh em. Đây. Tay chi lực lưỡng nha. Tàn cũng tròn nha anh em. Chiều cao này khoảng nhiêu anh Chí? Cái này khoảng 4 mét. Rồi 4 m, còn tán ngang khoảng nhiêu anh? 4 m luôn. Rồi tán ngang 4 m luôn. Cái này tay chi nó dặn nhìn thấy ghê lắm anh em. Như khi gần vậy nha. Đây. Cục nha. Cái này già cây nha anh em. Tay chi nữa nè. Vú bò nè. Cái bạc bông này mình chia sẻ khoảng nhiêu cánh anh Chí? Cái này 5-7 cánh à. Rồi từ 5 đến 7 cánh ha. Một cốt đi lên nha anh em. Đây, tàn đây. Cái này nó có con cái tàn vô nha. Lá cũng xuống rồi do cái tàn nó lớn nha. Rồi đây nè, cái này cái cây tàn nó dặn quá tài ha. Cục luôn, vú bò. 30. Rồi 30. Này thóc thân nó 50. Rồi thóc thân 50. Đế là bao lực luôn nha anh em. Cái nào nó chán không rồi. Có 29 anh em. 69. Rồi 69 Hoành. Rồi những cô đế nó nở rồi, cái này nở anh em. 79. Rồi 79. Đây. Một cốt rõ ràng nha anh em. May nung. Để sổ, để quấn quái. Đây, bộ đế tuyệt vời luôn nè. Rất là lực nha. Rồi mình chốt giá cho anh em, cây số 3 này là giá khoảng nhiêu anh Chí? Rồi cây này giao lưu với anh em là 135 triệu bao ship 200 km. Rồi 135 triệu anh em ơi, bao ship 200 km nha. Rồi tiếp theo, gốc mã số 3, số 4 cũng là một cây mai tàn khủng luôn nè. Đây. Chiều cao này khoảng nhiêu anh? Cây này là chiều cao 4 m, tán ngang khoảng 5 m. Rồi chiều cao 4 m, tán ngang 5 m. Rồi cái này về anh em con tàn cho nó tròn, anh em nuôi cho nó dày tàn nữa anh em chơi anh em ơi. Cái mặt bông nó sao anh? Cái này chưa thấy mặt bông. Rồi chưa thấy mặt bông. Đây. Thì nhiều nguyên bản anh em ơi. Đây rất là lực nha. Đế nè. Đế đầy đủ anh em ơi, chảy đều hết nha. Mặt bông cái này chưa thấy anh em. Anh em về anh em trồng nó bông nó đẹp quá anh em hưởng. Cốt lên khoảng 3 tấc đầu nó xây tàn nè. Cái này 70 anh em ạ. Rồi 70 Hoành Chững. Kính bầu này 1m05. Rồi đường kính bầu 1m05. Cái này tả chi rất là lực nha nè. Rồi số 4 này kết thúc video mình chốt giá nhiêu anh Chí? Cái này vô luôn với anh em là 85 triệu và ship 200 km. Rồi video nó cũng dài các bạn ơi, mình xin kết thúc tại đây. Nãy giờ mình có quay 4 cây mai tàn của anh Chí đó. Anh em nào thiện chí lúc nào thì mình alo trực tiếp anh Chí để mình sở hữu. Có alo có chốt các bạn ơi. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên mình người thân. Điều thành công của anh Chí. Chào tạm biệt các bạn.